nhóm của Lan Diamond. À, chị ơi, nghề Chị nghiệp chị là thích gì là gì nghề nghiệp ạ? của chị á, nghề nghiệp của chị là giáo viên. À, chị là giáo Giáo viên. viên và hiện nay thì đang làm quản lý ở một trường mầm non. Và em nghe chị đang nói chị là hiệu phó cho mầm non đúng không ạ? À đúng rồi. Chị làm bên trường mầm non được 28 năm rồi. À, 20. tuyệt vời ạ. Vâng. À, thì Vâng, chị hôm có thể nay chị chia sẻ cái cơ duyên chị đến với công việc này qua ai giới thiệu không ạ? Và lý do gì lúc đó chị lại quyết định làm ạ? chị xin chia sẻ ha. Dạ. Thì chị đến với công việc này là trước đây thì chị cũng xin phép cả nhà là ở đây cả nhà mình cũng nhiều độ tuổi rồi, cô chú anh chị em thì Đi xưng không? đặt tên ha để cho dễ. Thì cũng xin chia sẻ với cả nhà là trước đây là Hiệp cũng có tham gia ORI rồi, tức là lúc đó là cách đây 2 năm á, Hiệp cũng là quản lý xong rồi được một bạn giáo viên cùng trường luôn. Thì bạn đó bảo làm thì bảo là bán cái này hay lắm, với chị cũng không biết bán cái gì nhưng mà bạn bảo là đưa chứng minh cho em thì cứ đưa, rồi Hiệp làm. Hiệp xin phép chuyển cái máy tí ha, cái máy này hết pin ha, chờ Hiệp một chút xíu. Thế thì cả nhà mình nhá, tức là chị Hiệp đó trước đây đã từng bước lên đó, và sau đó thì được bảo trợ chia sẻ lại công việc này. Thế thì cũng là một cái bài học của chúng ta đúng không ạ? Đấy là chúng ta cứ tức là cứ tập trung vào cái việc chia sẻ công việc này cho người khác, tại vì rất có thể là lần thứ nhất có thể là cái người bạn cái mối quan hệ của mình làm chưa tốt, nhưng biết đâu lần thứ hai nó sẽ tốt hơn giống như chị Hiệp đúng không ạ? Thế nên là cứ việc ra là cứ chia sẻ. Đấy, và chúng ta mà chia sẻ cho một ai đó mà đã từng làm ODI thì nó có một cái lợi thế là gì? Đã từng thường là dùng sản phẩm ODI rồi thì ai cũng thích, nên là giống như kiểu đã một lần yêu rồi ấy, là sẽ có rất là dễ có lần thứ hai. Và bảo sự đăng ký đây có một câu là có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, cho nên là kể cả người bạn của mình chưa sẵn sàng làm, chúng ta cũng hãy cứ chia sẻ công việc này mọi người nhé, tại vì lần thứ hai làm nó sẽ dễ hơn lần thứ nhất đúng không ạ? Rồi chị Hiệp ơi, chị Hiệp đã online được chưa ạ? À, một cái bài học từ chị Lan là gì ạ? Chị Lan là gọi là làm lĩnh vực nào là dạ, sẽ lan tỏa cơ hội cho lĩnh vực đó đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy chị Thanh Lan hấp dẫn một hệ thống rất nhiều các chị là mầm non, đặc biệt là chị Lan lại rất là thích, thấy được cái tiềm năng công việc, thấy rất là phù hợp với những với các chị làm về công tác quản lý như hiệu trưởng, hiệu phó. Là chị Lan ngày xưa đã từng chia sẻ với đấy không? Chị rất là thích giúp cho các chị, tại vì chị đang nghĩ là bản thân mình là cô giáo bình thường mình còn có thể làm được công việc này, thì nếu như các chị là hiệu trưởng, hiệu phó làm thì còn tốt hơn. Và với một cái tâm của chị Lan rất là tuyệt vời, mong muốn mang một đến một cơ hội mà mọi người được phát huy hết cái năng lực, cái tài năng của mình, nên là chị sẵn sàng. Và nghĩa là thực ra là phải dùng từ giáo đúng không ạ, dám chia sẻ cả cho cả các chị là ở cấp bậc là cao hơn mình, giống như kiểu chúng ta đang là nhân viên và mình chia sẻ công việc cho sếp của mình ạ. Đấy là một trong những cái em nghĩ là suy nghĩ rất là táo bạo của chị Lan Diamond, và một cái tâm sức rất là tuyệt vời. Đây là bài học rất là hay từ chị Lan đúng không ạ? Rồi em mời chị chia sẻ tiếp ạ. À rồi, đại hồi nãy cái máy của Hiệp hết pin. Vâng ạ. Tiếp nữa thì Hiệp làm thì lúc đó là đang bên cái dòng mỹ phẩm, Hiệp không hiểu gì, nói chung là không ai bảo trợ hết, đã mời vô rồi cứ bán được cái gì thì bán thôi. Mà Hiệp vẫn duy trì làm với 2 năm luôn đó, gần 2 năm nhưng mà không thành công, cái Hiệp nghỉ. Cái đến Lan thì Lan là chị Hiệp biết Lan là lâu rồi, tức là tại vì làm bên quản lý thì cũng hay đi các trường thì biết Lan thì cũng thấy Lan bán online rồi này kia, thì sau này thấy Lan bán ori thì làm bên ori thì Hiệp vẫn theo dõi, tức là Hiệp vẫn vô Hiệp coi Lan bán đồ này kia vậy, nhưng mà Hiệp không có comment gì hết trơn á. Xong rồi đến một ngày cái Lan nhắn tin, chị ơi chị khỏe không vậy đó, thì chị cũng trả lời khỏe, xong rồi Lan mời chị Hiệp mua hàng đó. Chị mua hàng rồi Lan gửi hết cái khuyến mãi qua, rồi chị Hiệp cũng cũng hình như cũng có mua một vài món đầu tiên, rồi Lan mỗi ngày mỗi tháng có khuyến mãi là Lan cứ gửi, rồi đến khi Lan mời đó, Lan mời thì chị Hiệp bảo là
chị bận lắm, làm bên chuyên môn giờ chị bận lắm em ơi, chị không có làm đó. Xong 2-3 lần luôn là Hiệp từ chối, tức là chị Hiệp vẫn từ chối Lan, xong Lan vẫn cứ mời vậy đó. Cái đến khi chị Hiệp gần đây thì chị Hiệp mới thấy Lan là dùng cái sản phẩm wellness đó, là Lan hay quay lên, quay cái video Lan đăng lên, rồi Lan nói về công dụng, rồi về tác dụng của sản phẩm, thành phần, nguồn gốc. Trước đây Hiệp làm nhưng Hiệp có uống luôn á, Hiệp dùng luôn nhưng Hiệp không biết gì hết. Hiệp chỉ biết là nghe nó hay thì uống rồi. Sau Hiệp nghe thì Hiệp thấy ủa sao sản phẩm này có cái nguồn gốc, rồi có cái thành phần nó hay vậy. Thôi giờ chị Hiệp sẽ mua để dùng, nhưng mà chị Hiệp muốn là đăng ký thẻ để dùng thôi, dùng giá gốc thôi, chứ không có nghĩ là làm đâu. Thế là nói với Lan chị Hiệp không có làm em ơi, chị Hiệp chị đăng ký cái thẻ rồi chị Hiệp dùng giá gốc thôi, tại vì chị Hiệp biết là đăng ký thẻ thì mua giá gốc. Thế là Lan bảo cũng được, chị đăng ký thẻ đi, chị mua giá gốc. Cái gửi luôn cho Lan làm thẻ. Thì khi làm xong thẻ rồi thì Lan lại mời Hiệp vào Yom. Đó. Cái Hiệp Lan bảo là chị vào Yom đi, chị học dinh dưỡng đi rồi để chị biết chị chăm sóc bản thân gia đình luôn. Cái chị nói vậy thì vào học, vào Yom để biết được cái dòng dinh dưỡng như thế nào để mình uống. Cái bắt đầu Hiệp vào được 2-3 lần gì á. Hiệp thấy sao mà dinh dưỡng mà hay vậy. Đó thì trong cái tư tưởng của Hiệp là lúc đó là chưa nghĩ gì hết, chỉ nghĩ là mình dùng, mình cho cả nhà dùng, rồi mua cho mẹ dùng đồ đó thôi, cứ nghĩ vậy là mình có cái thẻ rồi, là mình chỉ lấy cái giá gốc về cả nhà dùng rồi chia sẻ cho anh em trong nhà biết để dùng trước. Đó là tư tưởng không nghĩ tới bán hàng nữa đâu, không hề nghĩ. Cái Hiệp lại vào Yom, tức là Lan cứ mỗi lần có Yom là Lan gửi cái đường link đó, là Hiệp cứ vào rồi Hiệp cứ thấy mọi người chia sẻ những cái câu chuyện về cải thiện từ bệnh, bắt đầu trong lòng Hiệp mới nghĩ luôn là rồi sao mà cái dòng sản phẩm này nó hay vậy. Bây giờ mình chưa nghĩ đến chuyện bán buôn đâu, mình chỉ nghĩ là mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết để mọi người dùng thôi, chứ còn nếu như ai mà có thiện chí hoặc là có duyên với cái dòng sản phẩm thì Hiệp lấy dùng. Tức là trong lòng Hiệp chỉ nghĩ như vậy, chứ không nghĩ một cái là đi bán hay buôn gì. Xong bắt đầu Hiệp nghĩ vậy, xong Hiệp cứ mách. Đầu tiên là Hiệp đặt combo về cho mẹ nè, cho nhà Hiệp dùng, cho bản thân Hiệp dùng. Rồi sau đó là Hiệp cứ học từng nhào, là Hiệp cứ mê cái sản phẩm. Tức là học chừng nào là Hiệp cứ tin tưởng sản phẩm, rồi Hiệp thích nó. Rồi cứ gặp ai là Hiệp cũng nói hết, nhất là những cái người bạn của Hiệp thân á, là chưa bán cho buôn là Hiệp mới nói là em bữa nay em học cái dinh dưỡng này á, hay quá đi mà em thích lắm rồi. Giờ em muốn chia sẻ cho mấy chị nghe coi là có đấy không. Mấy chị bảo ôi ba cái đồ người ta nói láo đó, em đừng có tin. Tức là kêu Hiệp là đừng có tin em, thì hay tin người, cứ dễ tin người đó. Mà đúng thật, đặc điểm của Hiệp là rất là dễ tin người luôn. Tức là dù cho tin một lần đi, thà tin một lần sau không tin, sau mà không được thì không tin nữa, chứ Hiệp không có bỏ qua lòng tin đó. Tức là Hiệp luôn như vậy. Cho nên là các người bạn của Hiệp cũng hay nói là em hay dễ tin người lắm, cứ tin tầm bậy đi rồi mang tiếng đó, cứ nói Hiệp vậy. Cái Hiệp nói không, em đã tin rồi, em tại vì cái câu chuyện người ta chia sẻ thì không có lý gì mà người ta viết kịch bản ra được hết. Tại vì một cái kịch bản mà viết ra để người ta học lại là thuộc là câu vấp vấp, nói là nó không có lưu loát đâu, nói vấp chỗ này quên chỗ nọ à. Nhưng mà đây là câu chuyện từ trong tâm, cho nên là nói ra là nó mình cảm nhận được cái câu chuyện thật. Tức là Hiệp cãi với mọi người khi Hiệp chia sẻ về câu chuyện thôi. Lúc đó Hiệp chưa kêu bán, Hiệp chưa kêu mua gì hết á, Hiệp chỉ chia sẻ thôi. Thế là mọi người không tin thì Hiệp vẫn cứ nói là bây giờ các chị không tin em á thì em sẽ dùng, mà cải thiện á là các chị phải tin em nha. Đó, tức là những người thân thôi, tại Hiệp chưa có chia sẻ người lạ. Các chị phải tin em. Thế là Hiệp cố gắng Hiệp dùng. Tức là dùng không bỏ ngày nào, dùng liên từ khi mà Hiệp mà tham gia Hiệp dùng luôn, là đến khi Hiệp xuống giống như Hiệp dùng chất xơ nè, Hiệp dùng bột nè, Hiệp dùng các cái viên lẻ, tức là mua lẻ, chứ lúc đó Hiệp chưa mua combo, Hiệp chỉ mua combo cho mẹ thôi. Cái Hiệp dùng, cái Hiệp vừa Hiệp xuống ký, tức là Hiệp muốn xuống ký, tại vì lúc đó Hiệp lên ký được 6 ký luôn. Hiệp cố gắng là lấy lại vóc dáng. À, để mọi người tin Hiệp về cái chuyện mà giảm cân, chứ chưa nói là cải thiện bệnh. Cái đến khi Hiệp mà được
hơn một tháng thì Hiệp về được 60 kg, tức là xuống được 6 kg đó. Tại vì Hiệp cố gắng là ăn uống nữa, chứ không phải là riêng dùng cái dinh dưỡng. Cái mọi người, mấy chị là bắt đầu tin rồi, bắt đầu tin Hiệp là dùng cái sản phẩm đó sẽ giảm cân. Đó, bắt đầu các chị mua thì Hiệp lấy dùng. Đó, xong bắt đầu Hiệp tự đó là Hiệp có cái động lực là Hiệp chia sẻ luôn. Tức là Hiệp đi đâu, Hiệp gặp ai dọc đường hay là đứng lại mua cái ổ bánh mì, thì Hiệp cũng nói là, ý là các mọi người biết Hiệp nhiều cho nên cứ nói là sao dạo này gọi là thấy mi nhon. Đó, cái Hiệp nói là Hiệp dùng cái sản phẩm này hay lắm, mà không những là giảm mỡ, Hiệp không có nói là giảm cân, mà Hiệp nói là nó tiêu cái mỡ nội tạng cho mình, chứ không phải là tiêu tùm lum thứ trên người mình đâu. Đó, xong rồi Hiệp chia sẻ thì Hiệp nói luôn đến cái chuyện là uống omega 3. Tại là lúc đó là Hiệp mua omega 3 về cho mẹ uống, thì mẹ cải thiện giấc ngủ, rồi mẹ khỏe lên, rồi mẹ mới đi mách với các bác hàng xóm của mẹ. Rồi các bác hàng xóm của mẹ thì già rồi mờ mắt đồ, cái thích là lúc đó là toàn mua omega 3 thôi. Tức là nhờ mẹ là nói với Hiệp là mua, nói bác nói với con bác mua cho tôi đi, rồi này kia, cứ mỗi ngày mẹ gọi điện ra là mua cho bác nọ bác kia vậy đó. Cái là Hiệp mua về dùng, rồi sau Hiệp thấy nó mỗi ngày học nữa thì Hiệp thấy nó hay. Từ cái câu chuyện của bác sĩ Giàu á, bác sĩ Giàu kể về bạn Hậu nè, rồi những câu chuyện về viêm xoang rồi thì Hiệp lại bị viêm xoang đó. Hiệp lại bị viêm xoang thì Hiệp lại nói là nếu mà cái sản phẩm này mà nó hết viêm xoang như mọi người kể thì Hiệp sẽ uống khi nào hết thì thôi. Đó, thì bắt đầu Hiệp lại đi chia sẻ với mọi người bạn thân của Hiệp là các chị ơi, bây giờ em có cái giải pháp trị viêm xoang của em luôn rồi. Tại mấy chị biết em viêm xoang cho nên là em sẽ dùng em hết, là các chị phải bao cho em một chầu. Thế là các chị bảo mày dùng đi, mày dùng mà hết là tao ủng hộ mày hai tay hai chân. Tức là mấy chị vẫn không tin. Đó là Hiệp dùng là chưa có cải thiện được cái gì nhiều đâu, mà cải thiện xoang thì chưa mấy, nhưng mà về cái khớp á, rồi đau mỏi vai gáy, nói chung là Hiệp cũng là siêu thị bệnh luôn. Về đau mỏi vai gáy, về thoái hóa đốt sống cổ, về nhiều cái mẩn ngứa lâu lâu nó nổi lên rồi là nó hết luôn. Tức là bây giờ là nó hết luôn rồi. Cái Hiệp càng tin, đó, càng tin sản phẩm là Hiệp mới nghĩ ra là bây giờ là Hiệp không nghĩ gì nữa. Hiệp chỉ nghĩ là cái tâm của Hiệp là sẽ đi chia sẻ, tức là chia sẻ hết cho mọi người nếu như Hiệp biết bạn ấy hay bác ấy hay cô ấy là bệnh. Còn khi mình chia sẻ bằng cái tâm rồi mà mọi người nghe thì mọi người mua dùng, mà chưa có tin thì sẽ một ngày sẽ tin. Tức là lúc nào Hiệp cũng nghĩ như vậy. Tại vì khi mà có những cái câu chuyện mà nó cải thiện rồi thì mọi người sẽ tin. Và khi với lại Hiệp nghĩ như vậy nữa nè, là khi mà họ đau á, thì tại vì Hiệp cũng trải qua nhiều cái đau rồi cho nên Hiệp biết là khi mà bị bệnh mà đau á, thì khổ lắm. Tức là muốn có một cái gì đó để dùng để hết, chứ không nghĩ đến là tiền có hay không. Tức là Hiệp nghĩ trong lòng là họ sẽ nghĩ như vậy. Cho nên Hiệp rất là đồng cảm với những cái người bị bệnh dù nhẹ, dù đầu đau một tí thôi. Ngày hôm nay Hiệp không ngủ được mà Hiệp đau cái đầu thôi là Hiệp đã chịu không nổi rồi. Thì Hiệp tưởng tượng là những cái người mà bệnh nan y, hay là bệnh mãn tính, hay là bệnh gọi là bệnh té gãy tay gãy xương rồi đó, là không chịu nổi đâu. Tức là Hiệp nghĩ như vậy. Cho nên Hiệp cứ đi chia sẻ. Nhiều khi Hiệp đi chợ, Hiệp mới dừng cái xe ở chợ thôi, thì ví dụ như Hiệp gặp một cái bác là đang nhà rồi đang xách cái giỏ đi khệ nệ, rồi đang than là mùa dịch này giờ không đi khám bệnh được, đang than với người khác thôi. Tức là chứ không phải là Hiệp, tại vì đâu có quen Hiệp đâu. Nhưng mà Hiệp vẫn với vào trong cái câu chuyện của bác đó. Hiệp nói Hiệp nói là bác ơi, bác bị tiểu đường hả? Tại bác đó là bác bị tiểu đường á, bác bị tiểu đường hả? Tội quá bác ơi, giờ mà bác không đi khám á, là bác không có trụ nổi. Tại bác nói là bác đang mách với người ta là bác chịu không nổi, bác muốn xỉu rồi đó. Giờ tôi phải đi tìm người để chích insulin. Tức là bác đó nói với một cái bác nữa vậy. Cái Hiệp mới nói luôn là bác ơi, cháu biết cái sản phẩm này hay lắm. Uống tiểu đường là giảm đường từ mười mấy mà về tới 6-7 chấm luôn. Tức là Hiệp có nghe câu chuyện đó rồi. Tức là Hiệp nghe câu chuyện về tiểu đường là xuống như vậy, thì Hiệp cũng chia sẻ luôn. Cái bác dừng lại, bác hỏi nó cái sản phẩm gì mà hay vậy. Bác lúc đó là nhiều bác lắm, gần nó hết là súng lại.
hỏi rồi Hiệp cứ nói thật, tại vì Hiệp cứ nói thật là mẹ Hiệp uống cải thiện về xương khớp, rồi về mất ngủ, rồi về mỏi mệt gì đó, rồi mẹ tám mấy tuổi rồi mà mẹ dùng là mẹ khỏe, mẹ đạp xe được luôn, mà đúng thật luôn, thì Hiệp mẹ đạp xe đi. Rồi Hiệp chia sẻ vậy, cái đầu có ông bác trong cái nhóm các bác đó là mua luôn. Tức là nói, cô ơi, cô biết cái đó ở đâu, mua được ngoài chợ không, rồi mua được ở thuốc tây không? Nói không, cái này là phải đăng ký, con biết mua chỗ, con có thẻ, giống như là mua ở công ty, rồi con mua dùng cho các bác. Nếu mà bác nào muốn dùng thì con mua. Thế là bác đăng ký, bác nói mua, tức là mua luôn, tức là tin tưởng Hiệp luôn, là lấy tiền ra luôn, tức là vô nhà con dâu là bán hàng, cho nên là mở cái hộp lấy tiền thì con dâu mới la cho. Đấy, mẹ làm gì mà nhanh vậy, mới nói người ta mới nói 2-3 câu mà mẹ đã tin rồi đó, la là không cho cái lấy cái hai lấy mấy triệu đó, là một combo năm mà đó, lấy mấy triệu luôn để đưa cho Hiệp liền luôn. Thì con dâu la, cái bác nói tao đau mà cô nói thuốc hay thì tao mua, nói thuốc chứ không có nói dinh dưỡng. Xong Hiệp bảo không, đây là dinh dưỡng chữa tế bào gốc bác ạ, chứ không phải là thuốc đâu, cho nên cũng không có tác dụng phụ, rồi cũng không có biến đổi gen, mà của một giáo sư Sittin người Đức nghiên cứu 8 năm, mà bác sĩ này là một người có tâm với bệnh nhân khi bệnh đau rồi, tức là chia sẻ một lèo vậy luôn. Thế là con dâu nói ô thôi vậy mẹ muốn mua thì mẹ mua đó. Thế là bác lấy tiền đưa luôn, mà trong khi đó là Hiệp là đi chợ thôi đó, tức là Hiệp chia sẻ, ý là Hiệp bán hàng là Hiệp nghĩ là bán không phải là bán để vì cái lợi nhuận, hay là vì một cái mình muốn làm giàu, cái đó thì cái chuyện đó tính sau. Nhưng mà khi Hiệp chia sẻ là một cái tâm thôi, tâm để mọi người uống hết bệnh, chứ không nghĩ bất cứ một cái gì ngoài ra, cho nên Hiệp cứ mạnh dạn chia sẻ đó. Thì đơn hàng nói chung là cái đội nhóm của Hiệp á thì chưa dày dạn, tức là kể cả Hiệp cũng chưa dày dạn kinh nghiệm, mà các bạn ở dưới của Hiệp cũng chưa dày dạn, đang gọi là non nớt. Thì Hiệp cứ trong tư tưởng của Hiệp là thứ nhất là mình phải chứng minh là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, thứ hai là cái tình yêu sản phẩm của mình với cái sản phẩm mà mình đã dùng, thứ ba là Hiệp cứ xác định là cái tâm của mình là mình phải chân thành thì khách hàng nó mới tin, tại vì cái lời nói mà không chân thành thì người ta nghe người ta vẫn hiểu cái sự chân thành. Rồi thứ tư nữa là Hiệp xác định là bây giờ downline của mình chưa có kinh nghiệm nhiều, chưa có dày dạn, chưa có tự tin lắm, thì Hiệp phải cố gắng để Hiệp bán. Nói chung là để Hiệp bán để có doanh số. Tại vì khi đó mình đã xây dựng đội nhóm rồi, thì Hiệp xác định như vậy thôi, chứ Hiệp chưa nghĩ là để mình có được cái gì cao siêu như các bạn trước. Tức là Hiệp chỉ nghĩ trong lòng như vậy, cho nên Hiệp cứ nói nhiều khi về Hiệp nói với chồng với con, thì con Hiệp cũng lớn rồi, bảo là bây giờ cái sản phẩm này á là mẹ tin tuyệt đối luôn rồi, là giờ mẹ làm cho đến khi nào mà mẹ nghỉ hưu rồi mẹ vẫn làm. Tức là Hiệp xác định vậy, Hiệp nói là tại vì Hiệp thấy cái tương lai với cái bức tranh công việc mà mỗi ngày mà bảo trợ chia sẻ, bảo trợ đăng in, rồi bảo trợ Hải Lý hay là các bảo trợ của Lan đồ đó là chia sẻ, thì Hiệp vẽ ra một bức tranh luôn là kể cả là Hiệp thành công lớn hay là thành công nhỏ, nhưng mà Hiệp vẫn duy trì cái công việc này, vì cái công việc này làm giúp cho mình là được vui. Tức là được vui là mình không có la cà khi thời gian rảnh, hay là mình lướt Facebook mà mờ cả mắt mà không có được cái gì hết. Rồi thứ ba nữa là trong cái dòng trong cái Audrey này là nó có cái tính thừa kế đó. Tính thừa kế thì ví dụ mình chăm chỉ mình làm mà mình chưa thành công ở cái góc độ nào đó, nhưng mà để sau càng sau thì nó sẽ thành công. Hiệp tin như vậy, thì lỡ mình già đi, mình yếu, thì mình sẽ thừa kế lại cho cái hệ thống đó cho con mình, nếu như lúc đó mà con mình nó không có thành công ở một cái lĩnh vực khác. Tức là Hiệp nghĩ như vậy, tức là Hiệp nghĩ xa như vậy. Thế là Hiệp có một cái động lực, Hiệp làm. Dù làm mà từ khi Hiệp tham gia Hiệp làm là Hiệp mê luôn á. Hiệp ngồi vô máy tính là Hiệp làm, là Hiệp không có đứng dậy, mà con gái phải nhắc Hiệp là mẹ ngồi gì mà suốt ngày mẹ không đứng dậy mà đi lui đi tới. Tức là con gái la Hiệp vậy luôn. Xong rồi Hiệp cứ mê, mà mỗi lần có cái tin nhắn khách hàng tới á là Hiệp mừng trong lòng, mà mừng mừng mà gọi là không tả luôn á.
Đó, thì mừng là vì họ tin cái sản phẩm là họ đặt, chứ không phải mừng là mình được cái lời hay là là mình được cái gì trước tiên như vậy. À, thế là bắt đầu Hiệp chia sẻ, mà nói chung là Nguyên nói về cái bán hàng là Hiệp cố gắng hết sức để làm sao mà Hiệp có điểm cao, tại vì các downline chưa 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 kinh nghiệm dày dặn, chưa tự tin như Hiệp thì Hiệp sẽ làm gương. Nói chung là Hiệp không phải là làm gương để làm gì, làm gương để các bạn khi vào đây rồi thì các bạn phải xác định là mình làm dài lâu, chứ mình đừng có làm được một vài ngày hay là mình nản chí. Thì Hiệp muốn chứng minh cho các downline là các bạn ở dưới là biết là sẽ có thu nhập như mình đăng đăng tuyển là 3 đến 5 hay 10. Đó, tức là Hiệp muốn chứng minh để cho mọi người tin, để vững tin trong cái công việc mà mình đã chọn, chứ không phải là mình vô đây để thử. Tức là Hiệp nghĩ như vậy, cho nên Hiệp cứ cố gắng Hiệp bán, vì dù là downline chưa có làm mà được bán được nhiều thì Hiệp cứ cố gắng để làm sao mà Hiệp phụ cho các bạn ở dưới đơn hàng hay là gì, để làm gì để cho các bạn có động lực để các bạn cùng làm với Hiệp rồi cùng làm với công ty. Cho nên là Hiệp muốn chứng minh, cho nên là Hiệp cố gắng. Thì khi Hiệp làm á, thì tháng đầu tiên là được bảo trợ Lan nè, làm 8 ngày của tháng 8 là bảo trợ Lan với bảo trợ Huệ là gọi là hướng dẫn cặn kẽ, rồi là chỉ dẫn cho Hiệp làm, rồi Hiệp học, rồi Hiệp gọi là Hiệp chú trọng vô cái chuyện là mình nghe bảo trợ nói câu gì rồi mình tư duy, mình để mình làm. Nói chung là để mình cố gắng mình làm. Rồi tháng đầu tiên là mọi hai bảo trợ với Hiệp là giúp Hiệp là về được 9%. Đó là Hiệp biết là cái công của hai bảo trợ giúp Hiệp rất là nhiều. Rồi đến tháng thứ hai thì hai bảo trợ bảo là về 15 luôn nha chị. Thì Hiệp vẫn mạnh dạn là về 15. Đó, thì Hiệp vẫn nói về 15 là bao nhiêu ngàn Hiệp cũng chưa biết luôn. Nói chung là Hiệp chưa nhìn đến cái sơ đồ là bao nhiêu BB gì hết á. Thì Hiệp nói là không biết 15 là nhiều hay ít, mà sao cơm về 15 ngon vậy. Tại vì các bạn bảo là 15 cái này được cái kia. Thì Hiệp nói được cái gì cũng được, nhưng mà miễn làm sao mình chứng minh công việc là chắc chắn là không lừa đảo. Tại nhiều người bảo lừa đảo, rồi bảo Hiệp là mày làm quản lý mà mày làm mấy cái đó rồi mang tiếng. Cái chị Hiệp Hiệp mới bảo là không, Hiệp từ xưa tới nay Hiệp sống là Hiệp chưa có để mang tiếng cái gì, nhưng mà Hiệp đã tìm hiểu kỹ rồi thì Hiệp mới quyết định làm. Mà giờ mọi người nói cái câu là lừa đảo thì Hiệp sẽ chứng minh. Tức là mọi thứ nó cái rào cản bên ngoài là đưa đến cho chị Hiệp là phải chứng minh đó, chứng minh cái công việc. Cho nên chị Hiệp cứ cố gắng. Cái tháng đến tháng đó mà Lan với Huệ bảo là về 15 thì chị Hiệp cũng cố gắng, rồi hai bạn giúp đỡ nữa là về 15. Thì đến tháng 10 vừa rồi thì Lan với Huệ cũng bảo là chị ơi về 21 đi. Đó thì chị cũng nói là về 21. Thì chị bảo về 21, nhưng mà khi đó thật sự trong cái tháng 11 đó là chị nói là về 21, nhưng mà cái tâm tưởng của chị là chưa có khát khao. Lý do là vì chị Hiệp chưa có gọi là kiến thức á, cái kiến thức mà mình học á là nó chưa chắc chắn. Là thứ nhất về 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 cái gì bước các bước á, các quy trình nè, rồi các bước này mà về 21 là mình phải dạy downline đồ đó là chị Hiệp chưa có thành thạo được. Cho nên là Hiệp mới nói là Hiệp nói là 21, nhưng mà trong lòng Hiệp vẫn ngoặc lại một câu là 21 thì nhanh quá, mà mình có thể là mình đang là vồ vập quá không? Tức là Hiệp vẫn đặt cái câu hỏi là vồ vập quá không? Rồi mình không về được thì sao? Nói chung là nó nhiều cái câu hỏi trong lòng Hiệp, mà Hiệp nói là thôi mình cứ cứ cố gắng đi, coi được 21 thì mình về, mà không được thì mình vẫn cứ học. Mà bảo trợ Huệ cũng nói là chị ơi cứ từ từ, bảo trợ Đăng Yên nói rồi, thành công thì chưa đến trước thì đến sau, rồi mình phải chắc chắn thì mình mới mới làm được, chứ mình đừng có lo lắng rồi tạo áp lực. Tức là bảo trợ vẫn nói vậy, nhưng mà bảo trợ vẫn kêu là về 21. Thì Hiệp đến cái ngày mà gần như là khoảng 20, gần 20 là bước qua ngày 20 rồi đó, thì Hiệp nhắm nhắm là tình hình là không có về được 21. Lý do là giờ điểm đang còn ở thấp, rồi các downline cũng chưa có tự tin lắm, cho nên Hiệp mới nói với bảo trợ Huệ á, tại vì bảo trợ Lan thì nghĩ là bảo trợ Lan rất bận, cho nên Hiệp ít réo bảo trợ Lan lắm, mà Hiệp réo bảo trợ Huệ nhiều. Cái bắt đầu Hiệp nói là thôi
Trời ơi, mình chỉ dừng lại thôi, tức là chị dừng lại 15 thôi, còn để chị học tiếp đã. Chị học tiếp về kiến thức, về kinh nghiệm, về các bạn đang chia sẻ đã, rồi Hiệp sẽ làm. Đó thì Huệ nói ừ, thôi chị dừng đi, kệ chị áp lực, rồi chị đuối. Đó, thì Hiệp nghe cái câu của Huệ như vậy thì Hiệp nói ừ vậy thôi. Hiệp dừng luôn trước khi mà không có chạy đôn chạy đáo nữa. Tức là Hiệp xác định luôn là Hiệp dừng sớm, bắt đầu Hiệp chuẩn bị cho cái đơn hàng. Hiệp chuẩn bị cho cái đơn hàng tiếp theo là tháng 11 để cho nó có động lực. Là bắt thế đầu chị, thế tháng 11 này những bí quyết gì giúp chị về được 20% ạ? À, cái số đầu tháng nhóm chị bao nhiêu ạ chị? Doanh số đầu tháng của nhóm chị là gần hình như 2.000 mấy, 2.000 BB gì chị Hiệp quên rồi. Vâng. Tức là doanh số đầu tháng là được 4 đơn hàng, 5-6 đơn hàng, nhưng mà Hiệp cộng lại là 2.000 mấy hay là gần 2.000 gì á, quên, Hiệp quên. À. Hiệp nhung nhớ cái mốc đó. Tức là Hiệp chuẩn bị cái đơn hàng để tại vì khi mà 5 ngày vàng, tức là cái 5 ngày vàng mà của bạn gì ta, bạn Nguyên hả, bạn gì là bạn con trai chia sẻ là bữa đó Hiệp vô học á. 5 ngày vàng đó là Hiệp cố gắng với Hiệp nói với Đào Lai là cố gắng về như bạn Kiều của trong nhóm mình và nói là ui em biết được bao nhiêu. Xong chị Hiệp bảo em đăng ký 500 đi, nhưng mà đến thì bạn lại về được 1.000 đi ngay đầu tháng luôn á. Hiệp thì 2.000 hay ngàn mấy quên rồi, ngàn mấy thôi. À. Đó thì sau cái đơn hàng đó là bắt đầu thúc đẩy Hiệp là Hiệp nhìn cái đội quân, đội nhóm của Hiệp là đang còn mỏng, thì Hiệp cứ tư tưởng là phải bán. Tức là Hiệp tuyển á, thì về cái công tác tuyển của Hiệp thì nó chưa được giỏi, nói chung là chưa được giỏi, cho nên Hiệp nghĩ là mình chưa giỏi về tuyển, cho nên mình cứ cố gắng bán. Đó, có bán là bán với cái tâm là chia sẻ, mà hầu như đơn hàng Hiệp chia sẻ cho mọi người á là toàn là những người mà gọi là có vấn đề về bệnh thôi, chứ chưa phải là bán cho những bạn là những khách hàng là khỏe mạnh được. Tại vì khách hàng khỏe mạnh hầu như là nói là tôi chưa có bị gì, mà Hiệp vẫn nói là chưa bị gì thì cần phải uống để cho không bị gì, còn mà bị gì rồi thì mình uống để cải thiện cho mình không bị gì. Tức là Hiệp hay nói như vậy, Hiệp hay nói là giống như mình đi ăn á, mình ăn cơm hàng ngày thì bây giờ 500.000 là mình đi chợ, thì bây giờ mình đi mua 300 thôi, rồi để lại 200 mình dùng dinh dưỡng, vì cái dinh dưỡng này là một cái dinh dưỡng mà thẩm thấu rất là tốt cho cơ thể, rất là hoàn toàn luôn, chứ còn như mình ăn thì nó còn phải thải ra nữa. Tức là Hiệp hay nói với khách hàng như vậy, cho nên Hiệp còn chia ra ngày. Tức là khi Hiệp chia sẻ mà khách hàng bảo là đắt thì Hiệp lại chia cái ngày uống, ví dụ như ngày đó mấy đồng hết bao nhiêu tiền thì chị thử hỏi đi, bây giờ chị mua một nải chuối hay gì. Chị tức là bán hàng là khi mà rào cản thì Hiệp lại nghĩ ra cái phương pháp là chia cho khách hiểu. Thì có một bạn là hay nhất là cái bạn ở Sài Gòn á, bạn bị tiểu đường, thì bạn là bị cũng nặng rồi, thì Hiệp mới chia sẻ. Thì Hiệp chia sẻ là vì cái tâm là Hiệp muốn bạn ấy là hết cái bệnh tiểu đường. Thì lúc đầu bạn nghe cái giá tiền nó cao thì bạn ấy im luôn, im bặt luôn, bạn ấy không có mua nữa. Thì Hiệp mới chia sẻ thêm cái khúc là nếu như tiểu đường mà để sau này thì nó sẽ bị cụt, giống như bị tháo khớp, những khi mà bị nặng biến chứng là tháo khớp nè, rồi đi chích insulin mỗi ngày nè, rồi tốn nhiều cái thứ tiền mà không được gì, cái là bạn chốt luôn. Tức là bạn nghe Hiệp chia sẻ vậy là bạn sợ tương lai về sau là bạn chốt luôn. Nói chung là về cái bí quyết của Hiệp mà để về 21 là mục tiêu Hiệp đặt ra cho cái tháng về 21 này là 20 tháng 11. Tức là Hiệp nghĩ là cái ngày 20 tháng 11 là ngày của mình, cho nên Hiệp lấy cái mốc của 20 tháng 11 để Hiệp về là giống như để Hiệp nhớ cái kỷ niệm đó. Nhưng mà đến ngày 18 thì Hiệp nhìn lại cái doanh số á, thì chưa được. Hiệp có làm một cái cuộc gọi tới Đao Lai để các Đao Lai phụ cùng Hiệp để về. Thì thấy các Đao Lai chưa có đơn, thì Hiệp nói nếu mà vậy là không có về được ngày 20 rồi. Thế là ngày 19 là Hiệp đi chơi. Ngày 19 là Hiệp đi chơi rong rừng á, Hiệp đi với các bạn của Hiệp là đi chơi đi. Đi chơi giống như để cho thoải mái á, là Hiệp vào rừng Hiệp chơi cho đã hết một ngày luôn á. Là Hiệp về, là đến đến cái ngày mai là ngày 20 thì Hiệp nói thôi bữa nay 20 là Hiệp thoải mái vô tư, Hiệp chưa nghĩ. Hiệp giống như ngày hôm đó là dành cho Hiệp, chứ Hiệp không có nghĩ tại về không được 20 rồi.
không được ngày 20 tháng 11 là Hiệp không về được rồi, thì Hiệp cho nó qua đi, là Hiệp vẫn cứ vô tư, Hiệp ở nhà rồi Hiệp nghĩ là ngày hôm nay cứ thả lỏng. Thì ngày hôm đó tự nhiên lại ngày 20 luôn, tự nhiên lại tuyển được, không phải là tuyển đâu mà các bạn đến nhà Hiệp chơi đó, đến chơi ngày 20 tháng 11 thì Hiệp chia sẻ công việc, tức là đầu tiên là thăm sức khỏe, rồi Hiệp chia sẻ công việc vô tư luôn, Hiệp chia sẻ là với một như hiệu như nãy giờ Hiệp nói. Thế là hai bạn nghe ra là hai bạn đó Hiệp chia sẻ trước rồi mà không làm, tức là không hiểu, chưa có trực tiếp cho nên không làm. Thì khi Hiệp phân tích hết thì hai bạn đồng ý làm luôn, hai bạn đồng ý làm với Hiệp bữa chia sẻ ngày 20 đó. Thì chia sẻ xong cho hai bạn đồng ý đưa chứng minh cho Hiệp chụp đồ luôn đó. Thì Hiệp ăn trưa xong Hiệp vô nghỉ ngơi á, thì lại có khách hàng gọi điện là đặt hai combo đó. Thì hai combo này là Hiệp cũng chia sẻ rồi mà hai khách hàng vẫn chưa mua, và khách hàng vẫn ngủ á, rồi bị rối loạn tiền đình đồ, rồi lại mua. Cái Hiệp nghĩ trong lòng đó, ủa sao hôm nay mình thả lỏng, mình không nghĩ bán hàng, mình cũng không nghĩ tuyển, mà sao mình lại có à, thế là Hiệp động lực nữa, Hiệp lại có động lực nữa. Cái là ngày mai là Hiệp nói 21 rồi, bây giờ Hiệp phải về thôi, tức là Hiệp nói là Hiệp phải về, nếu downline không về thì Hiệp cũng cố gắng bán để về, rồi là downline về sau, nói tại vì đang còn ngày mà. Thế là Hiệp mới làm việc với downline, nói bây giờ Hiệp chia ra, Hiệp chia cái điểm ra còn lại bao nhiêu đó, Hiệp chia cho ai, rồi bạn đó là đặt xuống cho bạn nào để bạn đó về 12, bạn về 15, Hiệp về 20 luôn, là chia luôn cả bảo trợ Huệ, rồi Lan đồ, bàn bạc xong rồi bàn vậy thôi, rồi giao cho hai downline, hai downline im thinh à, tức là hai downline vẫn chưa có đơn. Cái Hiệp nói rồi hai downline này chắc về sau Hiệp rồi, chắc Hiệp phải về trước thôi, là Hiệp sẽ bán đó. Hiệp nghĩ vậy ra, Hiệp bán thì Hiệp lại đi chia sẻ thì Hiệp lại được một combo đó, lại được một combo là ngày 21 đó, ngày 21 combo, nhưng mà Hiệp chưa đặt liền. Lý do là Hiệp đang xem downline có về với Hiệp không thì Hiệp sẽ đưa điểm, tức là Hiệp hỗ trợ để về hết luôn, chứ không để ai lại phía sau đó. Thế là hôm qua Hiệp mới gọi lại cho Huệ một lần nữa, thì Huệ bàn bạc xong, Huệ nói bây giờ mình về. Thế là tự nhiên ngày hôm qua thì Hiệp vẫn nghĩ là chưa đủ điểm đâu. Thế là Hiệp nó gọi tiếp cho một bạn downline để về 15 á, thì bạn ấy đi làm không có coi tin nhắn, cũng không nghe điện thoại Hiệp. Thế là Hiệp gọi cho một downline là nói về 12 đó, là bây giờ bạn về 500 điểm đi, bạn kiếm 500 điểm đi, Hiệp sẽ phụ nữa là bạn về 12, còn bạn 15 đây giờ chưa bốc máy thì thôi, rồi mình phụ dưới bạn thì bạn đó sẽ về thôi đó. Thế là bạn đó một hồi Hiệp nghĩ bạn cũng không có đơn, cái Hiệp đi ra ngân hàng, cái bạn đó lại nhắn một cái tin là đặt cho tớ. Thế là Hiệp vô Hiệp đặt hàng thì Hiệp thấy điểm cũng cao cao rồi mà vẫn đang còn thiếu hơn 500 lần, 600 mấy lần. Cái Hiệp nói giờ 600 mấy mà bé kia chưa có chịu nghe điện thoại, chưa có thấy ư hử gì hết thì giờ làm sao ta. Bắt đầu Hiệp lại nghĩ đến cái chuyện là Hiệp sẽ bán chứ không có chờ nữa, bán để về. Thì tự nhiên Hiệp vô đặt hàng thì Hiệp đặt xuống cho cái bạn cuối cùng á, bạn cuối cùng trong nhóm Hiệp á, là để cho bạn ấy có cái học bổng tiếng Anh á, để cho con học. Bạn đó nói là bạn đó mua hàng để xài thôi cho nên bạn không đủ điểm. Thì Hiệp nói thôi Hiệp đặt xuống đó rồi để cho bạn có tiếng Anh, rồi nếu mà may nữa thì các bạn trên đây được điểm là về. Thì tự nhiên Hiệp đặt xong thì nó nhảy về cái chỗ mà sơ đồ là vi agua đồ đó, là bạn không lấy, nhưng mà Hiệp lại gọi ngược lại là tư vấn lấy để gì sao, vì đang là khuyến mại rẻ như vậy mà không lấy là uổng, cái bạn lấy luôn thì đó. Em cảm ơn chị. Vâng ạ, đó nhảy thì nó về chiều đến, nó về vâng thì à. Bắt đầu đến cái cảm xúc của Hiệp. Vâng, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần cuối cùng là cảm xúc của chị khi về 21 ạ. Đây là phần rất là quan trọng mọi người nhé. Hiệp về xong Hiệp gọi cho Huệ đấy. Huệ ơi, Hiệp về, chị về rồi. À không, tức là lúc đó là điểm nó nhảy lên thì Hiệp chụp cái app một phát là để gửi cho Huệ. Nhưng mà bên Huệ thì cũng đang coi cái app của Hiệp. Cái Huệ gửi qua trước, cái Hiệp lại gửi luôn. Cái nói, chị ơi sao mà điểm nhảy nhanh vậy? À, sao chị về rồi?
tự nhiên chị không ngờ luôn em, nó về rồi chị đang nói mắt em nè, cái mừng quá hai chị em nhảy tưng 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 tưng. Xong rồi Huệ bảo là à thôi để em đi mắt, để em đi mắt với các bạn khác thôi nha. Xong rồi thì nghĩ là Huệ sẽ mắc cho Lan Lan liền, nhưng mà Hiệp lúc đó là dừng máy là Hiệp mắc cho Lan luôn, tức là Hiệp mà Hiệp nhắn thôi, Hiệp nói Hiệp gửi app trước à, chưa Hiệp nói là em ơi chị về rồi, chị về 21 rồi. Cái Lan mới nhắn qua là chị ơi chứ chưa có câu sau, thì Lan sợ nhắn lâu quá Lan gọi luôn, thì Hiệp bất ngờ mà đang đang nghĩ để nhắn nhưng mà Lan gọi luôn, thì bắt đầu lúc đó giống như nó dâng trào á. Hai chị em chị khóc luôn. Tuyệt quá chị ạ. Vâng, em cảm ơn phần chia sẻ của chị. Em xin phép được đúc kết mọi người nhá. Thật sự là Lý muốn để cho chị Huệ, chị Hiệp kể cái câu chuyện, toàn bộ cái câu chuyện. Tại vì nó là một cái cảm xúc thật. Và cái giây phút mà chị Hiệp kể như hôm nay thì anh chị em chúng ta đang 350 người đây. Chúng ta sẽ cùng xem để mình, đặc biệt là những anh mà trên 21 nhá, mình cũng sẽ lồng mình vào cái cảm xúc đó. Mình đã nhìn thấy được một cái hành trình đúng không ạ? Một cái hành trình mà chị Huệ đã chinh phục cái chức danh này. Từ cái việc là đồng ý tham gia, rồi cách chị bán, rồi thông qua mỗi tháng mục tiêu như thế nào, và hôm nay là chị chốt. Cả những cái cảm xúc mà chị chốt nữa, đấy cũng là những cái chúng ta cần phải nhắc cảm xúc. Thì bản thân đi học rất là nhiều mọi người nhé. Mỗi một chi tiết, tức là khi mà chúng ta lắng nghe một ai đó chia sẻ câu chuyện thành công, thì mình đừng chỉ là giống như là mình giống như kiểu mà cứ người xem hoa, mà mình hãy học những cái chi tiết. Ví dụ như là Lý học được cái cách mà chị Lan, học được cách chị Lan, tức là từ câu chuyện của chị Hiệp, Lý học được cách chị Lan chia sẻ công việc này với chị Hiệp. Chị Lan là một người rất là thông minh và rất là nhẹ nhàng đúng không ạ? Và chia sẻ chị Hiệp rất là đầu tiên là từ cái việc mua hàng, sau đấy là chị học Zoom để học có kiến thức. Nếu mà lúc đấy bảo là chị học Zoom để bán hàng thì chị Hiệp không bán đúng không ạ? Nhưng chị Lan biết là chị là một người yêu thích sức khỏe nên là mời vào Zoom để học dinh dưỡng trước đúng không ạ? Sau đó là gì ạ? Là mời chị vào. Khi mà chị thấy được những câu chuyện thì bản thân chị là một người rất là cái tâm rất là sáng đúng không ạ? Thì chị rất là muốn chia sẻ. Và thực ra bản chất của bán hàng là như vậy, là chia sẻ mọi người nhá. Sau đó bắt đầu là gì ạ? Có đội nhóm. Thì đây là cái